Uống collagen thì có tác dụng gì và có lợi có hại như thế nào? Collagen cần thiết cho cấu trúc và đảm bảo độ linh hoạt của gân, cơ, xương, da và các cơ quan, ví dụ như là thành mạch máu hoặc là các mô liên kết khác trong cơ thể. Trong đó da chiếm từ 70 đến 80%, trong xương có 33% và trong sụn là 60%. Dây chằng và gân hầu như hoàn toàn từ collagen. Và cơ thể con người chúng ta chứa nhiều loại collagen, các nhà khoa học đã xác định được tổng cộng 29 loại, trong đó có 5 loại chính bao gồm: collagen type 1 thì mang lại sức mạnh cho da, xương, dây chằng và gân. Collagen type 2 thì chủ yếu tạo nên sụn linh hoạt, giúp hỗ trợ khớp. Collagen loại 3 thì được tìm thấy trong các cơ quan nội tạng, mạch máu và cơ bắp. Loại 4 thì ở một số lớp da. Loại 5 thì hiện diện trong giác mạc cũng như một số lớp da và tóc. Collagen cũng được sản xuất tự nhiên trong cơ thể bằng cách kết hợp các acid amin và các khối tạo nên protein có trong thực phẩm. Như vậy thì khi chúng ta bổ sung collagen thì nó sẽ có những lợi ích gì? Đầu tiên là sẽ giúp cho xương chúng ta chắc khỏe hơn. Khi mà quá trình lão hóa xảy ra, xương sẽ trở nên kém đặc và trở nên giòn hơn, dễ gãy hơn và mất nhiều thời gian hơn để lành lại nếu mà chúng ta bị chấn thương. Và một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng dùng collagen hàng ngày có thể giúp cho xương chúng ta đặc hơn, làm chậm quá trình lão hóa và giúp cho cơ thể chúng ta tạo ra xương mới tốt hơn. Lợi ích thứ hai là giúp tăng độ đàn hồi và hydrat hóa của làn da. Bổ sung collagen đã được chứng minh là giúp cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi của da cho người lớn tuổi và nó có thể giúp giảm bớt nếp nhăn. Lợi ích thứ ba là giúp tóc dày hơn. Trong khi càng ngày có nhiều người đàn ông bị hói thì phụ nữ cũng bị rụng tóc hoặc là thưa dần khi có tuổi. Và trong một nghiên cứu thì một nhóm phụ nữ có mái tóc mỏng đã nhận thấy có sự gia tăng đáng kể về số lượng tóc, độ che phủ da đầu và độ dày khi bổ sung collagen hàng ngày. Lợi ích thứ tư là giúp móng tay khỏe mạnh hơn. Móng tay của một số người dễ gãy hơn những người khác và không mọc nhanh. Và một nghiên cứu ở nhóm phụ nữ cho thấy là móng mọc nhanh hơn, ít bị gãy hơn và ít sức mẻ hơn chỉ sau 4 tuần bổ sung collagen hàng ngày. Và lợi ích thứ năm là giúp giảm đau nhức xương khớp. Đối với những người bị viêm xương khớp đầu gối, thoái hóa khớp thì bổ sung collagen có thể giúp hoạt động như là một loại thuốc giảm đau nhẹ và cải thiện chức năng khớp. Và lợi ích thứ sáu là giúp tăng khối lượng cơ bắp. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy những người đàn ông sử dụng chất bổ sung collagen peptide trong một chương trình rèn luyện sức mạnh kéo dài 12 tuần đã thấy khối lượng cơ và sức mạnh đã tăng lên nhiều hơn những người không dùng. Và lợi ích thứ bảy là giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Collagen sẽ giúp giữ hình dạng của động mạch và mạch máu, và khi thiếu collagen, động mạch có thể yếu đi, mạch máu dễ vỡ, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và có thể dẫn đến tình trạng đau tim hoặc là đột quỵ. Một nghiên cứu nhỏ được thực hiện trên những người khỏe mạnh cho thấy là bột collagen giữ cho động mạch khỏe hơn và giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, mặc dù collagen nó có những cái tác dụng tốt cho cơ thể nhưng nó vẫn có một số tác dụng phụ phổ biến, ví dụ như là có thể kích ứng đường tiêu hóa, gây tiêu chảy nhẹ, có mùi vị khó chịu trong miệng, hoặc là một số người sẽ cảm thấy đau đầu chóng mặt, mất ngủ. Nhưng nhìn chung thì các tác dụng phụ này không đáng kể và cũng không đến mức độ nghiêm trọng. Và phụ nữ có thai và cho con bú thì chúng ta nên hạn chế sử dụng collagen để chúng ta tránh những cái tác dụng phụ như trên. Hãy đăng ký theo dõi kênh của Dược Sĩ Đạt để cập nhật thêm những kiến thức hữu ích cho sức khỏe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.